Tư liệu quá anh. Hôm nay Lâm Điền 24 giờ xử lý hệ thống thoát nước ban công nhà dân bị nghẹt mỡ và đất cát tưới cây. Hệ thống lắp đặt ống thoát bị lỗi nên gây ra tình trạng nghẹt mỡ. Một cái lỗ giữa đây là được đúng không? Lỗ giữa. À chỗ đó cần phải đục hết cái đó lên đúng không? Lỗ giữa lắm nữa đưa soi camera để mình vệ sinh ống khó. À vậy đó. Và bây giờ, Lâm Điền 24 giờ sử dụng công nghệ cáp đánh xích để làm sạch đường ống. Lâm Điền 24 giờ, cung cấp dịch vụ, thông tắc bồn rửa chén bị nghẹt, bồn cầu bị nghẹt, sàn nhà tắm bị nghẹt bằng cáp đánh xích, một công nghệ tân tiến nhất năm 2023. Để tìm hiểu về công nghệ cáp đánh xích, bạn vào kênh của Lâm Điền 24 giờ để xem chi tiết sản phẩm nhé.
Gọi ngay cho Lâm Điền 24 giờ để chúng tôi làm sạch đường ống cho nhà bạn. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.